Hello, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá tựa game đầu tiên nha. How of Slenderina. Play. Let's go. Ok, và tựa game này các bạn đi tìm 8 màu giấy. Khi đủ 8 màu giấy các bạn sẽ ấn vào đây và nó sẽ mở cái ngăn kéo này ra. Và sau đó có một món đồ. Và cuối cùng các bạn sẽ thoát khỏi nơi này, thoát khỏi ngôi nhà ma này. Một chiếc chìa khóa. Wow, nhìn mãi mới thấy. Let's go. Màu giấy thứ 3. Wow, có một con ma vừa nhìn mình. Trong này không biết có gì không? Không có gì. Oh my gosh. Bỏ thứ 5. Wow, ok. Khi các bạn tìm hết ở dưới tầng 1, sau đó thì nó sẽ có đường lên tầng 2. Và các bạn lên tìm tiếp vào tầng 2. Đây là phòng bếp cộng với phòng ăn. Chỗ này là chỗ ăn uống này. Và sâu bên trong đây là phòng bếp. Không có gì ở chỗ này. Căn phòng rất là rộng nhưng lại không có gì. Rồi, và đây là cánh cửa để mở lên tầng 2. Một chiếc chìa khóa. Wow, ngay đây. Màu thứ 6. Các bạn đi xung quanh và tìm tất cả 8 màu giấy, sau đó các bạn sẽ quay lại và mở cái hòm kia ra. Rồi, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ 2. Let's go. Continue. Ở thứ game này các bạn phải đi tìm 20 chiếc túi. Sau đó thì các bạn sẽ vào một cánh cửa màu trắng mở ra. Lúc đó là các bạn sẽ hoàn thành được game. 3 chiếc túi rồi. Sang căn phòng thứ 2. Căn phòng này có 1 chiếc túi rồi. Căn phòng thứ 3. Nó đang gần đây. Mình cứ chui ra này. Ok. Và con mắt này để các bạn nhìn xem nó đang ở chỗ nào. Rồi, mình sẽ đi thẳng lên đường nào.
Ok, chui vào trong này luôn. Nó chỉ đi ngoài hành lang thôi, còn các bạn thì đi vào trong này thì nó sẽ không vào được bên trong. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ xem nó đang ở chỗ nào. Nó đang ở dưới tầng hầm. Mình sẽ lên trên tầng 2 luôn. Mở luôn chỗ này ra xem có gì không. Một chiếc túi nữa. 9, ok. Chỗ này không còn gì. Lại chắc chắn phải xuống dưới tầng hầm để nhặt tiếp vào vì không đủ đâu. Đấy, 6 túi trên này mong sao có 2 túi không một túi là ok. Sang bên này xem, bên này có 1-2 túi. Wow, 18 túi tất cả. Bây giờ mình bắt buộc phải xuống tầng hầm thôi. Tầng hầm đây rồi. Nó đang gần đây. Oh my gosh. Nó đang xuống anh. Đường ra là đường nào đây? Mình đang phải tìm đường ra. Oh my god. Ngay đằng sau mình. Đây rồi, đường ra đây rồi. Rồi, các bạn sẽ vào cho căn phòng này, ấn vào nó. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ ba, Granny Chapter 1. Quan đây. Ok. Phiên bản update càng ngày càng mượt các bạn nhé. Và đồ họa cũng đẹp lên rất là nhiều. Đấy là một trong những tựa game đáng để các bạn nào trải nghiệm được game này. Cũng rất là hay. Chỗ này không có gì. Và ta đang chuẩn bị xuống đây rồi. Không biết gian chỗ này có gì không. Mình sẽ đi sang đây. Ở đây là đường tắt các bạn đi ra ngoài vườn.
mình sẽ bỏ cái này ra đây. Trong này có một chiếc chìa khóa. Wow, bà ta đang ở đây rồi. Chuồn nó xuống dưới. Oh my god, không thể chạy được, tai thật. Wow, không hiểu sao bà ta tình mắt đến mức độ vậy. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang được game thứ tư. Về đây ra. Let's go. Viên đạn rồi, còn 10 máu thôi. Wow, xem con này nó đang bay được nào. Đây rồi. Wow. Oh my god. Tại ném tiếp. Ok. Ta chỉ còn 10 máu thôi. Let's go. Oh my god. Mình dính tổng cộng 3 viên đạn rồi. Sợ thật. Không có thắng được ông ta không? Ok, thắng rồi. Cuối cùng đã thành công. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Đi quên.
Đây là một tựa game bẻ khóa rất là hay. Một tựa game ma bẻ khóa. Ở đây các bạn cần một chiếc chìa khóa. Rồi ok. Một bức tranh. Cần một cái xô. Ở đây không phải là xô. Mình sẽ đi vào trong ngôi nhà này xem. Đây, cái xô đây rồi. Oh my god. Giật mình luôn. Rồi, mình sẽ ra cái giếng này. Một miếng sắt à. Phải đi tìm tiếp một cái gì đó. Đây rồi. Phá cánh cửa đây. Sau này có một chiếc chìa khóa. Những bầy quạ đây kia. Nó rất khiếp luôn. Rồi, sau đó thì mình sẽ vào trong ngôi nhà này. Cần một chiếc búa. Không biết tiếng gì vậy. Wow. Đó, sau đó các bạn sẽ đi tìm tiếp và giải mã tiếp những câu đố ở trong này. Bức ảnh của con ma này như kiểu là người ngựa, mặt thì mặt ngựa sừng trâu. Wow, rất là sợ luôn. Rồi ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. Granny Chapter 2. One day. Oh my gosh. Bởi ta nằm ngay đây. Mình sẽ đóng cái này lại. Ok. Mong sao bà ta không nhìn thấy mình. Mình sẽ đi này xem. Đây mình sẽ tháo nước ở dưới đây. Ở đây có một con thủy quái rất là kinh khủng luôn.
Đây rồi, một khẩu súng điện. Oh my god. Oh, wow. Mình tiến này, bà ta gần quá, đâm ra bà ta này vụt được mình. Chú đây. Quẹo mất một chân rồi, cho nên đi sẽ cập khiễng. Bà ta đang xuống đây rồi. Ông ta đang chuẩn bị dậy. Hóa ra ông ta đang nằm ở đây. Mình sẽ đợi ông ta dậy. Chuẩn luôn. Đã có chiếc chìa khóa. Đây là chiếc chìa khóa để mở căn phòng ở đây. Ok, và là nơi để các bạn có thể trốn thoát. Ok. Xem dưới đây có gì không. Rồi. Một bức ảnh nữa chắc ở trong này. Không phải. Vậy thì sẽ nằm ở đâu đây? Có thể ở dưới đây. Vẫn chưa thấy. Đây rồi. Oh my gosh. Oh my gosh. Không chạy kịp rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. My dish. Feed day. Wow.
có một món gì đây, mình nhặt luôn. Không nhặt được các bạn, không hiểu sao. Rồi mình thử nhặt cái khác xem. Trong này có gì không? Không có gì. Wow, một đồ hoàn toàn khác. Cả cây cũng không nhặt được. Oh my gosh. Tiếp tục ủ cái này ra. Nhặt ở trên chứ mình nhặt ở dưới. Rồi, đây là băng súng. Mình sẽ đặt vào đây. Ok. Bà tao vẫn chưa phát hiện mình ở dưới này. Oh my gosh. Oh my gosh. Wow. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Xin hear fresh. Wow. Xin hear đang leo mình luôn. Chạy luôn. Có gì không? Các bạn hình như là phải trốn chạy khỏi Syria. Hay mình phải vào trong vào trong những ngôi nhà này để tìm xem có những cái gì bên trong không? Toàn là cây cối thôi. Càng lúc về sau hết pin thì các bạn càng không nhìn thấy gì. Một đoạn chạy khá là xa. Wow. Thua rồi. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.